trò chơi bài đã trở thành một thể loại gia đình đối với chúng tôi. Đưa ngôi sao chơi của bạn, các nhà sản xuất của Ataversi tích hợp trò chơi vào môi trường khối và thêm một số yếu tố 3 chiều và các tính năng ghi nhãn, tạo ra một Metaversi nhập vai cho những người chơi. Xin chào, tôi là Ellie và chào mừng bạn đến với Game 3. Thiên đảo ngược Simanversi của trò chơi NFT, nhưng chúng tôi sẽ chỉ tập trung vào cái hiện tại. Đó là thêm Diversi Batangino hoặc viết tắt là Ibu. Nó là một trò chơi bài theo lượt tương tự như Yu-Gi-Oh. Bản thân trò chơi hoàn toàn miễn phí để chơi và chơi để kiếm tiền, nghĩa là không có rào cản đầu tư để tham gia. Trong đoạn giới thiệu, đồ họa bất lợi đập vào mắt tôi. Mặc dù là một trò chơi bài, thực hiện bất lợi trải nghiệm 3 chiều cho các cầu thủ bằng cách trưng bày những con quái vật được triệu hồi và tương tác với nhau khi các thẻ được sử dụng từ quan điểm của một game thủ. Tôi rất ấn tượng bởi thiết kế, đồ họa ở điểm và được làm tốt. Hơn nữa làm phòng các thiết kế, các mô hình được đánh bóng tốt và chi tiết. Đây là cách trò chơi hoạt động. Những người chơi có xu hướng điểm sức khỏe và sử dụng các lá bài từ bộ bài để chiến đấu. Nghĩa là phá hủy các thẻ Abandon bằng các thẻ. Khi sức khỏe giảm xuống không, họ sẽ thua trò chơi. Người chiến thắng sau đó sẽ được thưởng nhiều thẻ hơn để chơi hoặc tài nguyên trong trò chơi. Chìa khóa để chiến thắng là xây dựng một bộ bài tuyệt vời và chơi chiến thuật, vì nó được giới hạn ở 40 thẻ trong mỗi bộ bài. Đó chỉ là khái niệm cơ bản của trò chơi. Như Uber, có nhiều tính năng đa dạng hơn để tìm hiểu và phân tích. Đây cũng là điều tôi thích về trò chơi, là họ đầu tư vào lối chơi và làm cho nó tốt và thú vị hơn là làm một chiếc máy bay. Chơi một trò chơi bị thiếu phần trò chơi. Thiên đảo ngược có một số hoạt động trò chơi tốt, ít nhất là tốt hơn những trò chơi tôi thấy. Có 3 chế độ chơi là PvP, nhiệm vụ và kíp. Trò chơi cũng có các hoạt động theo mùa, sự kiện giải đấu và mở rộng. Trong một trò chơi blockchain, đó là một loạt các hoạt động trò chơi thực sự ấn tượng. Tuy nhiên tôi hy vọng họ cung cấp những tính năng đó đúng khi trò chơi ra mắt, nếu không nó sẽ không khác gì các trò chơi khác. Trong trận chiến cũng sẽ có 3 loại môi trường và 3 loại ký tự. Theo đó mỗi lần sẽ mạnh mẽ hơn khi chiến đấu trên môi trường trước. Ngoài ra các thẻ sẽ có các lớp học, có lợi thế và bất lợi so với cái khác. Bạn có thể xem đây là giày đá và kéo. Cờ giác làm kéo nhưng bị giày đánh bại. Khái niệm tương tự áp dụng cho các lớp trong Enderzot. Như bạn có thể thấy, chỉ bằng cách thêm các lớp và môi trường, đội có nhiều trò chơi bài phía sau hơn lên một cấp độ khác. Yêu cầu chiến thuật và kỹ năng của người chơi. Điều này có thể làm giảm đáng kể thiên vị làm việc giàu có, mở ra cơ hội cho những người chơi có ít vốn. Điều đó đang được nói, nó sẽ đáp ứng sự mong đợi của những game thủ thực nhiều hơn các trò chơi khác. Như bất kỳ trò chơi nào khác, thêm ngược lại ai có hệ thống nhập. Hệ thống sẽ liên quan nhiều đến mô hình kiếm tiền và thị trường, và tôi thực sự đánh giá cao điều đó. Có 2 cách để có được thẻ mới. Bạn có thể chơi miễn phí và nhận thẻ bằng cách chiến thắng và hoàn thành nhiệm vụ mua NFT trên thị trường. Các thẻ sẽ có 5 cấp độ và mỗi cấp độ sẽ có tuổi thọ khác nhau. Điều này có nghĩa là thẻ của bạn sẽ biến mất sau khi cuộc sống của họ đã cạn kiệt. Bạn có thể nâng cấp cấp độ thẻ bằng cách kết hợp 2 thẻ giống nhau. Thẻ cấp 1 được chơi miễn phí, thẻ trong một trao đổi. Từ cấp 2 thẻ có thể được giao dịch trên thị trường. Khi bạn đạt đến cấp độ 5, các thẻ sẽ là vĩnh viễn. Nó sẽ không biến mất. Loại hệ thống này rất độc đáo, vì nó khuyến khích người chơi chơi nhiều hơn để kiếm được bản nâng cấp cấp miễn phí và tạo ra một môi trường thị trường đặc biệt hơn. Kể từ khi bạn có thể phân biệt thẻ của mình với những người cấp độ thẻ, vẫn còn nhược điểm của mô hình này là nguy cơ mất. NFT không nhiều người giỏi trò chơi bài, và họ có thể lãng phí thẻ của khi họ cố gắng học trò chơi, vì NFT có tuổi thọ. Ngoài trải nghiệm chơi game, tôi nhận thấy một số khía cạnh đặc biệt của bất lợi. Ngoài chơi game, bất lợi cũng cung cấp các tính năng của mạng xã hội dành cho những người chơi tương tác với người khác. Đây là một bước tiến lớn cho các trò chơi NFT theo quan điểm của tôi. Nhưng trong trò chơi đôi khi bị coi là tệ về lối chơi. Vì vậy bằng cách thêm tương tác xã hội, họ có thể tiến một bước gần hơn đến một trò chơi thú vị. Hơn nữa, bất lợi cũng cung cấp 3 chương trình lợi ích. Đối với những người không phải là game thủ, bạn có thể mở NFT game quán bar để bán chúng trên thị trường của bạn. Tôi sẽ trở thành nhà phân phối, tham gia các chương trình Purchaser. Tôi sẽ trở thành một thống đốc để có được một số chia sẻ từ phí giao dịch. Những thứ này rất được đánh giá cao vì họ có thể thu hút nhiều bên liên quan hơn, cũng như sự đa dạng ngày càng tăng của toàn bộ hệ sinh thái.
Để kiếm tiền, bạn có nhiều cách để lấp đầy túi của mình. Bạn có thể kiếm được mã thông báo thông qua chiến thắng, hoàn thành nhiệm vụ và trong các hoạt động trò chơi. Phần thưởng sẽ là mã thông báo hoặc tất cả các tài sản trò chơi để bán. Bạn cũng có thể cho quân đội của mình thuê tài sản để kiếm một số tiền cho các game thủ. Gắn bó hoặc tạo nội dung có thể mang lại một số phần thưởng tốt. Một dòng thu nhập đa dạng như vậy sẽ nhiều người tham gia trò chơi, không chỉ game thủ. Hiểu rõ về trò chơi, chúng ta cũng cần nhìn vào đội. Tôi sẽ tập trung vào ba nhà lãnh đạo chủ chốt, vì họ là những người duy nhất lộ mặt. Khi chúng tôi nghỉ ngơi, hồ sơ của họ đầu tiên là Daniel Sun, CEO và CMO của Atroversy. Anh ấy tốt nghiệp ở Singapore và đã có 5 năm làm lãnh đạo tiếp thị trong các công ty khác nhau. Tôi nghĩ anh ấy thực sự có khả năng kết nối một hội nữ sinh người mẫu cấp như tài khoản tờ Weibo của họ đã có gần 200.000 người theo dõi. Tiếp theo là Titio của công ty. Ông Makasi phiên tôi 27 tuổi. Anh ấy đã lãnh đạo một đội kỹ thuật tốt, những công ty nổi tiếng như FPT. Vì vậy đó sẽ là 15 năm kinh nghiệm. Điều đó đang được nói, tôi rất tin tưởng vào các kỹ năng kỹ thuật của Edozoversi. Đội cuối cùng là Mishita Teddy. Có 15 năm trong ngành công nghiệp game, anh ấy đã tham gia ít nhất 9 mâu lớn. Điều hành trò chơi như tôi có thể thấy trong hồ sơ LinkedIn của anh ấy. Vì vậy với tư cách là giám đốc điều hành của nhóm, tôi cũng có niềm tin vào hoạt động của trò chơi. Edozoversi đã công bố nhiều đối tác, và những cái gần đây tôi có thể thấy là Simo Capitan đăng ký mạng app và Emmet Ventures đã đầu tư vào các môn học trong quá khứ. Nhưng phần còn lại tôi chưa thấy bất kỳ nhà đầu tư giỏi nào khác. Mặt khác, bất lợi duy trì một cộng đồng hoạt động. Tôi đã ở trong nhóm Kegger ra một thời gian rồi và thấy các cuộc trò chuyện nổ tung trong cuộc trò chuyện. Với 190.000 thành viên, nhóm đã làm rất tốt trong việc vận hành nó. Biến thành tokenomics, mã thông báo Ether của trò chơi được phân phối hợp lý với 29% cho các ưu đãi trò chơi. Đó là một lượng phân bổ hợp lý cho các game thủ. Về lịch trình giao dịch tổng thể, chúng được trao về lâu dài từ 12 tháng đến 48 tháng, nên việc bán phá giá sẽ ít xảy ra hơn. Lập một lịch trình nhịn ăn dài như vậy, chúng tôi cũng có đội để phát triển toàn bộ trò chơi và các tính năng dành cho game thủ. Tôi rất muốn chia sẻ với các bạn khủng hoảng sử dụng token, nhưng thật không may, chúng tôi có rất ít thông tin về nó vào lúc này. Cuối cùng chúng ta có bản đồ đường đi, mọi cột mốc trong quá khứ có vẻ đúng giờ vào lúc này. Và trong quý này, trò chơi dự kiến sẽ ra mắt một phiên bản tốt hơn. Để trải nghiệm toàn bộ trò chơi, bạn phải đợi đến quý 3 năm nay. Trong 2 tuần vào ngày 28 tháng 2, lý tưởng của trò chơi sẽ diễn ra. Vì vậy nếu bạn quan tâm, hãy đảm bảo tham gia lý tưởng. Vì vậy đó là tất cả thông tin bạn cần biết về Edozoversi. Trò chơi có thiết kế lối chơi tuyệt vời với nhiều tính năng theo cách kiếm tiền, làm cho nó phù hợp với nhiều loại người. Suy nghĩ của bạn về Edozoversi thì sao? Chia sẻ chúng trong các bình luận. Nếu bạn thấy video này hữu ích, đừng ngần ngại để lại một lượt thích. Đó là nó cho tập hôm nay. Tôi là Ellie và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.